Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Linh Philip Cuộc Sống Ở Châu Phi. Sáng hôm nay anh em mình vẫn tiếp tục vào đây bản Chi Lâm Bồ để cấy lúa. Giờ để chúng cho mọi người vừa có kẻ cấy người thì làm ruộng để mà cấy chứ ngay quá chủ nhà trong nghỉ thôi chứ ruộng chưa khả năng còn chưa được cái băng bắn. Nên anh em mình dịch cũng đấy để hướng dẫn cho họ làm nữa. Bon dia mama. Đấy, nhưng kẻ thì làm ruộng, kẻ thì đứng cho nước vào để tưới chua cải. Bon dia mama. Để họ sắp xếp việc làm hay lắm. Kẻ thì cấy người thì tưới chua cải ngon. Cải càng ngày càng mỗi ngày mùi khác đấy, đẹp. Hôm trước lên thì đứng chậu gì hôm nay đẹp. Đấy thì nguồn nước thì tuyệt vời. Nhìn nước phật sướng thích ấy. Đấy mọi người đang cấy đấy. Người thì cắt mạng, người thì cấy người cày. Bon dia. Ta bò ơi. Ta bò Việt Nam gọi là đẹp, tuyệt vời nhá. Chỉ lâm vô cấy đẹp á. Tuyệt vời đó, đẹp. Tớ bó gọi là đẹp. Tớ bó là đẹp. Náo tớ bó là náo đẹp. Tớ bó đây, đây cái. Đấy, tớ bó. Mấy tên nó mấy. Đấy, tớ bó rồi. Nào, nào, nào. Đấy, xe mấy tên nó mấy. Tớ bó cái. Nào, nghe mấy ạ. Đấy, xe kết mấy tên nó mấy. Đấy, tớ bó. Đấy, tớ bó cái. Đẹp. Một mùi mệt mọi người. Lúc hôm nó thấy con ta. Phi dụ. Phi dụ minh tu mà nào tánh đó. Nó thấy ổn. Ổn tánh anh quỳ lên minh tu mà. Người đóng mà giấy ít tiếng mật chỗ nào có này. À rễ lý chu trong ruộng á. Tớ bó đấy. Đó. Tớ bó là đẹp. Nào tớ bó là nào đẹp hả? Đẹp đó. Mình gu thì tớ bó rồi. Mình gu thì quả tớ bó. Tuyệt vời. Hello, chào các bạn. Mình tên chú Minh. Thu anh quý đưa lên Minh Thu mà. Minh Thu phía dưới đấy. Ruộng cấy 10 ngày mà đẹp đấy, 13 ngày mà đẹp thật. Thì nó phải bón có lấn đấy, tổng hợp với bón nó là đẹp đấy. Đũa thì cần nước là được thôi, còn nước là làm được chứ. Cứ sơ thời tiết và thời tiết vừa rồi được rồi thì dư cứ rửa mà làm chứ không nói gì đâu. Làm chủ quy trình bón lấn bón phấn chung cũng mình thời vụ thì đẹp. Đất nào cũng làm được, đất này thì cũng được cho tốt lắm. Đất này thì phân chuông nhiều, có phân lớn như Việt Nam thì đẹp.
em cũng làm được. Cho một con để ra. Tụi này ra ta bỏ đây hả? Ta bỏ. Kể cuộc ngươi cay. Ủa nhỏ nhỏ này dê lắm đây, rùng đây dê lắm. Ủa vừa vừa dê lắm. Sáng thì sáng này cũng ngay này cởi chưa thì sáng vuông. Vườn nhỏ trong năm nhánh thì cái gì năm đất gì năm mới vô ta bỏ đây ấy, từ từ ấy, à, ừ. Đất gì làm đấy, đất mùi, đất đổi mùi. Cái chắc nê chi nhau mà như vậy chỉ nó vô đất cả thế gì đồ lắm đấy cậy xuống đó thôi nó mi chán đi không nghĩ ngại gì hết ta bố đánh giáo ạ. Bố giáo lại nha, anh đầu bơ cho này nha, anh làm dân thì đưa giấy xuống theo hang theo đuổi mùi cấy mùi hang đấy. Bây giờ anh nhân ăn rồi thì đưa giấy xuống băng cái đấy chỉ cần một giấy thôi. Ruộng đấy chỉ có mỗi cái bơ là không được chuẩn chứ con này ruộng thì chuẩn chuẩn đấy đó. Bơ thì hơi đung nhọn trên đi đất đá dưới xuống con này. Anh chào, tên này có Minh Tu Amiga không? Minh Tu? Người cách người khoảng mét thôi. Chứ mà đứng dài quá thì làm dấu chân. Nếu thường trường nó đẹp, nó như sang rồi. Thì người như, nhiều người kể làm chưa làm, chưa kịp ruộng. Chứ phải làm ruộng với mọi người đó. Kể chưa sống trong ngày thôi. Họ chưa quên như nên đâu. Thế mà lý chú ấy, chú quên đi nhá. Rồi đi ta. Làm cái băng này cho hợp tỉnh. Người ta chưa quên cho nên là trong bơ cái chủ cáo không được đăng đâu mà. Mà là sán chuột nên nó phải làm được chứ cũng băng là học kiểu cái dễ rồi mới ra đi đi lý chú về đây hả đi lý chú ở đây về đây. Cáo chủ thật
người dân thì cấy thì tuyệt rồi, kiểu đẹp rồi. Có ruộng thì chưa quen cho nên làm chưa đẹp. Hướng dẫn cho mọi người làm. Cali gì ajuda anh Quỳnh, ajuda là giúp đỡ. Anh có rê tà à, rê tà là làm cho băng nha, cha đà. Amigo, đây nào ta bao này, đi lấy xu về đây nữa, đi xu ở đây, nào ta bao lên, chết đẹp, ta bao lên đẹp, à lấy xu ở đây đi. Tiệt ra. Sâu xuống bán cho họ năm chưa quên minh tu qua là cho rê ta ở đây báo hả. Cái gốc họ bảo là báo, họ bảo là cái gốc cây, họ bảo là báo. Cây thì đẹp rất tuyệt vời đó. Cây thì mới ngay từ ba mà chuẩn, vụ sáu là từ giữa họ làm cũng phải bay về trên hết. Sáu thì không cần giấy nữa, bay cho họ cây bồ thôi. Cây bồ như ở Việt Nam ấy, cây giấy rồi nó như thời trước. Nắng giấy chúng em cây thẳng hang vào bay hạt. Mùa sáu là không cần giấy nữa, từ Nam được. Đâu nó phải hướng dẫn chứ, thì càng cẩn thận. Ý đem áo cá ly gì hả? Ý đem áo nhé. Giống đấy, ta bỏ đôi đấy. Giống đấy. Dùng thế nào cấy đẹp. Thì ra ở đây mà những chủ Agua Mintu ấy. Đẹp. Thế này cá ly gì ạ? Về đây. Đây tập bó đấy. Tập bó. Đây cái cái này, phải là tập bó này. Lý xu, tập bó. Đây xe đa này thì chỉ của mốc ra. Nằm một ruộng sóng trước rồi là chưa cấy sóng rồi. Lực đống mà chưa xong được, ngay quá chủ nhật thôi.
amigu như chỗ này này dễ ta cho agua ta bỏ nha ta bỏ nhanh quý hết à, ok để làm theo chị ok ta bỏ ta bỏ là được rồi chúng này là được. Tira adobo no arroxi. Mete, mete adobo no arroxi. Anh João, anh quý ung ấy, ung này, João đôi ấy. Ê chị cũng mua pha lái gọi yêu ấy. Bảo là làm giống như mình làm. Ruộng đấy cũng nhìn sánh đấy. Mà cái xuống sánh luôn chứ không có ủ rù như trong chi lâm bố đó. Trong ấy chứ vẫn trầm bến. Đánh bến đó. Sánh biếc đấy. Ủ rù có giống sâu. Cái như thế tin tưởng chứ sơ chẳng bón cẩn thận đó. Được nối đầy đủ rồi đây. Được rồi. Mọi người đang cấy đôi tâm khoảng chừng gần tiếng đồng hồ là xong. Bây giờ về cho anh giáo đi cung để mà bay cho anh nhé. Vài cho quến thì mãi sau anh nhé. Bay cho dân làm. Mày vừa làm đến đây băng băng được chứ mấy đường kia đúng đi đến đó được nó sẽ rơi xuống đây mùa sáu mùa mưa là lên đường dân họ làm thôi đẹp cẩn thận cách giả quá anh em gần thì cũng tránh thủ lên được chứ xa nữa kéo làm dưới bó ta nữa đấy đường dân được họ làm thôi. Đi lòng tướng đuổi đó. Người dân thì cấy thì đẹp. Cấy tuyệt đấy. Ta bó. Ờ, nhau đấy. Anh quý gì dưới kia thau yếu nhà mình có những cái thau nhôm người tuyệt vời chứ đấy toàn vá cái thau nhựa đấy bới người yếu quạt vừa đấy 3 cân cái nhà 5 cân là vừa mọi người dân cấy sắp hoàn thành chỉ có ruộng cuối cùng nữa,
chỉ làm bồ là ngày này là ngày cấy cuối cùng của vụ hè thu, một cách rất là đẹp, một cấy đẹp thẳng hàng thẳng đều đẹp đều, những tinh nhỏ nhiệt tinh lắm. Ruộng lúa cuối cùng của vụ hè thu của chị Lâm Bồ đấy, rất là tuyệt vời ha, ta bò nhá, đấy ruộng lúa cuối cùng đấy, đẹp đấy. Bây giờ là ngay cảnh cuối cùng mà anh em mình video anh em mình được tạm dừng và kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Hello chào các bạn, hôm nay chào các bạn, ơi tao mô rất là tuyệt vời ấy đấy. Đó. Chị Lâm Bồ ta bò, ta bò đẹp lắm, đẹp lắm. Đấy chung ấy, màu ruộng chắc chắn đấy. Như những người thích của mình.